Kính thưa quý vị và các bạn, thời gian qua thì VTC9 đã nhận được phản ánh của các khán giả là những khách du lịch đang sinh sống tại Hà Nội khi mà đi du lịch ở Tây Nguyên, đặc biệt cụ thể ở đây là tại một điểm du lịch Hồ Lắc thuộc thị trấn Liên Sơn, huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắc. Lối ra cầu tàu của hồ tại khu du lịch trên không đảm bảo an toàn. Trong khi đó, thì khu vực ven hồ được mô tả là nhét nhát và mất mỹ quan. Cụ thể, khu vực lối lên ra cầu tàu hồ Lắc xuống cấp một số mảnh ván lót đệm để làm sàn đi đã được tháo dỡ không đảm bảo an toàn cho du khách khi đi ra hồ. Trường hợp mới đây, một du khách đã bị trượt chân gây chấn thương. Bên cạnh đó, ngay tại ven bờ hồ rác thải nhét nhác gây mất mỹ quan, khu du lịch mất thiện cảm với du khách khi đến tham quan trải nghiệm. Hồ Lắc là hồ nước ngọt lớn nhất Tây Nguyên với diện tích khoảng 6,2 km vuông, nằm ở độ cao hơn 500 m so với mực nước biển. Hồ được bao bọc bởi cánh rừng nguyên sinh rộng lớn với hệ động thực vật phong phú. Tuy nhiên trước thực trạng khán giả đã phản ánh thì du khách mong muốn là cơ quan chức năng tại huyện Lắc của tỉnh Đắk Lắc và công ty cổ phần du lịch Đắk Lắk còn phải kiểm tra sớm các phương án xử lý thực trạng trên để khách du lịch trở nên an toàn và thân thiện hơn khi đến được với khu vực này.